Thật bất ngờ FBF90 đã quay trở lại với PGFi. What's up anh em? Từ game mà FIFA hôm nay quay lại thì nó vẫn vậy các bạn. FIFA vẫn FBF rất thấp. Lắc quá. Lắc qua bắn nó kỳ lắm. Kiểu nó mượt mè. Trơn như kiểu Sonic vậy. FPS bây giờ dưới 60 rồi mà chơi nó không có cảm giác mượt mượt thôi, chứ bắn thì chắc là vẫn được. Hên quá. Mẹ à, cứ tưởng cầm hai cây tiểu liên ba. Cứ tưởng là cầm hai cây tiểu liên, thật ra là không phải. Thì chú ý FPS này giờ này nó cứ 60. Từ cái bắt đầu update này là FPS chỉ còn 60 thôi. đẹp mắt đấy. Ok, let's go. Win một ván rồi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng 60 FPS này. Bây giờ mình sẽ để đồ họa cao và đồ họa thấp ở trong cái phiên bản này. Kiểu bây giờ để đồ họa thấp xuống thì nó có FPS có tăng lên được nhiều không? Kiểu nó có thể từ 60 lên 70, 80, 90, 100 hay là nó như cái hế vậy. Cái này là đang bị đúng không? Bé bị ép ảo đúng không? Là thật đấy. Ui mọi người, để FPS thấp lên 90 FPS kìa mọi người. Đây là sự thật sao? What? Quay đi. Bây giờ tăng lên kia ở đâu ta? FPS lên 90 thật kìa. Để đồ hạ thấp FPS lên 90 thật à? Đứng 90 luôn mọi người. 90 thắng luôn, 9 luôn. Ghê yeah, bạn. Ronaldo Shoo à. Hôm nay Messi vô địch rồi anh em ơi. Hoặc là Messi sẽ ngậm nước mắt đi về khi tới vòng chung kết. Láo cá. Láo à. Đi như con boss này. Thấy màu một chút xíu hả? Shoo. Thấp thì lên được 90 FPS các bạn ơi. Có vẻ như game mình hiểu rồi, là do phiên bản mới này đồ họa nó nặng quá nên chơi không có được FPS cao. Tuổi gì không, nói thật là hâm mộ Ronaldo lắm các bạn. Do là bóng đá vừa rồi hâm mộ Ronaldo, muốn Ronaldo với Messi gặp chung kết nhưng không được, tất cả đều bị Neymar lúc phá tan giấc mơ. Siêu 4-0, siêu. Mấy thanh niên kia nản rồi, họa vô đơn chí bắn không lại luôn rồi, nhưng mà tinh thần lệch lạc. Oh my god. Như này. Trời, con dao này ghê à, phi cái bay luôn cái từ băng này. Ghê à. Hai ván rồi, không ngờ FPS giờ lại tăng lên lại rồi các bạn ơi. 90 FPS, mặc dù đồ họa nó hơi cùi thì mình sẽ để đồ họa chung chung thôi, xem FPS nó được tầm bao nhiêu. Ok, đồ họa thấp là 90 FPS, đồ họa cao là được có 60 FPS, vậy đồ họa này không lẽ là 70 FPS. Mình mới vô xài sạc dơ này. Ôi, được có 60 FPS vậy kìa vậy. 60 thôi các bạn ơi, kìa vậy, đồ họa trung bình với đồ họa cao là được có 60 thôi. Thì ra là để đồ họa thấp là FPS nó mới được cao các bạn ạ. Vậy là bây giờ mình khuyên các bạn nên đặt nên để ở cái FPS thấp thôi. Thì bây giờ cái FPS cao nó không còn mượt rồi. Á lộn, nhầm, đồ họa thấp thôi, bị nháo rồi. Bắn mấy mấy gà bắn hài lắm các bạn. FPS chỉ từ 60 thôi, mặc dù là để đồ họa trung bình cũng và đồ họa cao thì nó sẽ chỉ còn thể 60. Cái này là một cái này chắc chắn là do nhà phát hành làm rồi, chứ con game này mình thấy mình chơi các game khác FPS còn cao mà.
chơi cái game Shinma gì đó, đồ họa gì nó có vẻ kia vậy mà vẫn được mà các bạn. Ô, thích là lại bắn nhanh như cũ rồi mọi người. Sau cái đồ họa ca này mình cảm giác có hiệu ứng nha, cái hiệu ứng dừng lại nó cũng khác với, hình như là do hiệu ứng Free Fire thêm vào đó. Ready, ready, shoot. Again, shoot. Ok, cảm ơn các bạn. Thì sau cái clip này thì coi như mình rút ra một kinh nghiệm là phiên bản thôi, nên tao 37 thì mình nên đều hạ thấp. Vì khi đều hạ thấp thì FPS sẽ cao hơn và mượt hơn rất nhiều các bạn nhé. FPS sẽ được tầm 90, đấy là trên cái máy của mình. Thì những cái người thường hay chỉnh giống như mình thì máy có cả gọi khả năng giống như mình thì nên để như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ để lại một like và subscribe nha. Lâu rồi mình chưa ra clip vậy nên mình sẽ giúp để mất tương tác. Cảm ơn các bạn đã xem clip đến giờ phút này. Yêu các bạn.